Sản phẩm này chúng ta có thể lựa chọn hoàn toàn để thay đổi những cái màu sắc đá ở đây và cho người khác. Thì hai viên bông tai này tôi làm theo cái diện là một quả cầu nằm trong một cái vòng vàng. Xin chào anh em, đây là một hộp hàng tiếp theo. Hộp hàng này tôi chuyển đi Đài Loan. Tôi không đọc được địa chỉ ở đây. Session Zhongshan Rush Wunma Ao, tôi không biết là ở đâu luôn, tôi không rõ. Hộp hàng này thì cũng như hộp hàng trước, cũng là một tác phẩm của Tahigem, sản phẩm của Tahigem luôn. Đóng hộp rất là lịch sự. Đấy, và sẽ gửi đi sang cho bạn ấy làm quà. Này là chắc là bạn tặng bạn gái. Trong này chúng ta có một cái đôi bông tai. Chúng ta hãy xem chi tiết sản phẩm này nhá. Chúng ta cùng xem, quay xuống video nhá. Đang chán đời đây. Đang chán đời đây. Hello anh em, sản phẩm chúng ta đã có trên tay đây. Đôi này tôi làm cho em bộ người Thái Bình, là em ấy làm để tặng cho, chắc mình đoán là tặng bạn gái. Sử dụng vàng 18K750 của Tahigem. Và sản phẩm này gồm những thành phần sau. Chúng ta có hai viên kim cương 2mm, là hai viên chủ ở giữa. Chúng ta có cái quả bóng này này, đây là hai viên agate trắng. Hình như hôm trước là hai viên này là tặng cho em đấy đúng không rồi? Vâng. Ok, không có tính tiền, tôi tặng cho em bộ, em bộ là một người em của tôi. Tôi chỉ tính cái tiền sản xuất thôi. Hai cái viên này kích thước đúng 7,9 mm, là gọi là hàng gì? Hàng số phong thủy đấy, 79 thần tài lớn đấy. Và 20 kim cương, 2 ly rưỡi. Khối lượng vàng là 1 chỉ rưỡi và vàng Tahi 18K750 tôi đã khắc ở trên cái nhẫn này đây. Và rất mong muốn rằng cái sản phẩm này đem lại niềm vui cho em và bạn gái nhá. Một đôi bông tai. Sản phẩm này chúng ta có thể lựa chọn hoàn toàn để thay đổi những cái màu sắc đá ở đây và cho người khác. Thì hai viên bông tai này tôi làm theo cái diện là một quả cầu nằm trong một cái vòng vàng. Và nó sẽ hoạt động một cách linh hoạt, nó không có một cái gì để giữ cả, nó giữ bằng cái bao xung quanh thôi. Cũng rất là đẹp. Rồi, một thiết kế khá hiện đại. Sản phẩm này sẽ sang bên đây là sang Hồng Kông, Đài Loan, sang Đài Loan. Rồi, tôi sẽ chuyển hàng sang Đài Loan mất tầm khoảng 4 hôm, đến tận nơi luôn. Và tất cả anh chị nào ở nước ngoài rất yên tâm nhé. Giờ kênh hàng của Tahigem chúng ta đến mọi vùng đất nước luôn, mọi vùng, tất cả mọi vùng. Một số vùng chiến sự chúng ta cũng vẫn phát sang được nhé. Không sao cả, về hệ thống bên đối tác chúng tôi làm việc rất là tốt. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và tạm biệt anh chị, chúc anh chị một nhiều niềm vui nhé. Chúc anh em vui vẻ món quà nhé. Ok.